Chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề số 2, đề thi giữa học kỳ 1, môn toán lớp 9, sách kết nối tri thức. Phần số 1, trắc nghiệm. Câu 1, phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn? Thì chúng ta nhớ, phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng AX cộng BA bằng C. Và lưu ý trong đó là A, B, C là các số đã biết. Các số đã biết hay gọi là hàng số. Hay gọi là hàng số. Hàng số là số 0, số 1, số 2, số 3. Trừ 1, trừ 2, trừ 5, trừ 7, v.v. Và lưu ý một điều thứ hai nữa là gì? A phải khác 0 hoặc B khác 0. A khác 0 hoặc B khác 0. Vậy thì ở đây đáp án đúng là chính là đáp án A. 2x trừ y bằng 0. Ở đây A là 2 này, B là trừ 1, C là 0. Câu số 2. Cặp số nào dưới đây là nghiệm của phương trình? Nghiệm của hệ phương trình x trừ y bằng 0 và x cộng y bằng 2. Thì cái này chúng ta cộng là xong này, cộng đại số thôi. X cộng x là cộng theo vế x cộng x là 2x chưa? Rồi trừ y cộng y là bằng 0. Bên phải là 0 cộng 2 bằng 2 này. Giữ một trong hai phương trình, giữ phương trình nào cũng được á. Giữ trình trên đi, là x trừ y bằng 0. Và mình giải sẽ là gì đây? Giải được là x bằng mấy đây? 2x bằng 2x bằng 2 chia 2x bằng 1. Vậy thì mình thay vào đây thì được là x trừ 1 bằng 0. Từ 1 trừ y chứ, đúng không? X bằng 1 thay ra là 1 trừ y bằng 0. Vậy thì x bằng 1 nè, 1 trừ y bằng 0 thì chuyển trừ y sang phải là 1 bằng y, y bằng 1. Rồi, vậy là tóm lại là x giải được là x nghiệm phương hệ phương trình là x y nè bằng cặp là 1 1. Nghiệm của hệ phương trình là cặp nha, x y là cặp 1 1 nè. Có một nghiệm ta. Chọn đáp án là B kìa. Hệ phương trình có một nghiệm đó là x y 1 1. Chọn B. Câu 3. Giải hệ phương trình trừ 3x cộng 6y bằng 10, 5x cộng 7y bằng 12. Thì cái này chúng ta cũng giải bằng pháp là cộng đại số. Bằng cách là chúng ta nhân phương trình trên, muốn mắc x thì nhân phương trình trên cho 5 đi. Nó ra trừ 15x nè, đúng không? Còn phương trình dưới là nhân cho 3, để ra là 15x. 15x cộng trừ với trừ 15x là hết chưa? Vậy còn y, tìm được y. Rồi bây giờ thì cái này thầy dùng máy tính nha. Cho nó nhanh. Menu 9, 1, 2, trừ 3, 6, 10. Trừ 3 này, 6, 10. Rồi phương trình số 2 là 5, 7, 12. 5 bàn, 7 bàn, 12 bàn, bàn, bàn. Nó ra 2 phần 51 và 86 phần 51. X, y bằng là 2 phần 51 và 86 phần 51. Rồi chọn đáp án đúng là đáp án A, thấy chưa? A nè, 2 phần 51, 86 phần 51. Câu 4, nghiệm của phương trình 2x bình phương trừ 3x cộng 1 bằng 0. Thì cái này giải bình thường thì chúng ta sẽ tách rồi nhóm hằng tử đạt nhân tử chung rồi chưa? Bây giờ thì thầy hướng dẫn bằng máy tính, bấm máy tính nha. Menu 9. Rồi. Phương trình là nhấn số 2, bậc 2 nhấn số 2. Rồi nhập vô ABC ta. 2 này, trừ 3, 1. A là 2. B là trừ 3. C là 1. Nó ra là 1 với 1 phần 2. Giải được là nghiệm x bằng 1 hoặc x bằng 1 phần 2. Chọn đáp án là D. Câu 4 chọn D. Còn giải thông thường nè. Giải thông thường thì đây là như vậy. 2x bình trừ 3x
cộng 1 bằng 0. Mình tách thành là tách cái trừ 3x thành trừ 2x trừ x. Vậy là 2x bình này. Trừ 2x trừ x cộng 1 bằng 0. Sau đó mình nhóm 2x bình với trừ 2x cho nó giống số 2 này. Thấy không? Rồi nhóm nhóm thứ hai là trừ x cộng 1 bằng 0. 2x bình trừ 2x là chung 2x chưa? Lấy 2x bình chia 2x còn x. Lấy trừ 2x chia cho 2x còn trừ 1. Chỗ này đặt trừ ra ngoài. Thì trong còn lại là x trừ 1 bằng 0. Và là chung x trừ 1 chưa? Thì bên trong còn lại là 2x. Chỗ này là nhân với trừ 1. Thì còn lại là trừ 1 nè bằng 0. Rồi cho mỗi số nó mỗi cái này bằng 0 là x trừ 1 bằng 0 hoặc là 2x trừ 1 bằng 0. Chuyển trừ 1 sang phải là x bằng 1. Hoặc chỗ này mình giải nhanh một tí nha, là 2x bằng 1, x bằng 1 phần 2. Đó. Tiếp theo là câu số 5. Cho x lớn y, khẳng định chọn khẳng định đúng rồi x lớn y. Rồi cái này nó hơi nhớ thêm một số cái nè, điều mình thấy có là 2 à, 3 lớn hơn 2 đi thì 1 phần 3 sau 1 phần 2 như này. Nếu 3 lớn hơn 2 thì 1 phần 3 sẽ bé hơn 1 phần 2 chắc chắn luôn. 1 phần 3 là 0,33 đúng không? 1 phần 2 là 0,5. 0,33 thì bán 0,5 tất nhiên rồi. Được chưa nè? Rồi. Và tiếp theo mình có nữa nè. Và chỗ này là chúng ta nhớ là x mà lớn hơn y á thì 1 phần x sẽ bé hơn 1 phần y. Và nhớ là x y đây là số dương. Chưa? Không cần dương cũng được, không sao. Rồi. X mà lớn hơn y á suy ra là trừ x sau trừ y như này này sẽ bé hơn trừ y. Ví dụ thì có là cũng lấy số 3 lớn hơn 2 suy ra trừ 3 với trừ 2 sau đây nó sẽ ngược dấu đúng không? 3 lớn hơn 2 trừ 3 nhỏ hơn trừ 2 tất nhiên rồi. Và kiểm tra anh thật kiểm tra đây nè, đây này thấy không, đó từ đây nè x lớn bắt đầu là từ x lớn hơn y. Vậy kiểm tra đáp án A này, vậy trừ x sẽ lớn hơn sẽ bán gì? Bán trừ y. Sau đó thì mình cộng hai vế cho mấy? Cho một. Và trừ x cộng 1 sẽ bán trừ y cộng 1. Chọn đáp án là A. Câu 5 chọn A nha. Nó quá đúng là chọn A thôi. Nghiệm của bắc phương trình 3x trừ 6 lớn 0. Vậy là đây là bắc phương trình bậc nhất một ẩn. Vậy là 3x trừ 6 lớn hơn 0. Vậy 3x sẽ lớn hơn mấy đây? 0 cộng 6 lớn hơn 6. X lớn hơn 6 chia cho 3. Nhân chữ thành chia này. X lớn hơn 2. Chọn đáp án là B. Giải bắc phương trình 3 nhân x cộng 5 lớn hơn bằng trừ của tổng x cộng 5. Chúng ta nhân phân phối qua ta. Là gì đây? Được gì đây? 3 nhân x là 3x. 3 nhân cộng 5 là cộng 15 lớn bằng trước ngoặc, đây cái tổng mà trước ngoặc cái dấu trừ bên trong là đổi dấu lớn bằng trừ x trừ 5. Rồi chuyển trừ x sang bên trái là 3x cộng x là 4x nè. Chuyển cộng 15 sang phải là lớn bằng trừ 15 trừ 5 là trừ 20. Và x lớn bằng là trừ 20 chia 4 là lớn bằng trừ 5. Chọn đáp án là C. Câu 8 cho tam giác ABC vuông tại B, BC bằng 1, BA bằng 3, tính tan A. Đã vẽ cái hình này nha, đã nhóp rồi. Tam giác ABC vuông tại A này. AB họ cho bằng 1. À, AB cho bằng 3 mà. Vậy là AB đây đi. B đây này, cho nó hợp lý được chưa? AB bằng 3. BC bằng 1 hả? Vuông tại B mà. Vẽ lại sai rồi. Vuông tại B nha, tại B. AB bằng 1, AB bằng 3. Đây này, đây là A này đúng không? Đây là C.
Hợp lý chưa? BC bằng 1 này, AB bằng 3, đó, có lý. Yêu cầu tính tan. Tan góc A là gì? Tan thì bằng đấu chia kìa. Nhớ là sinh đi học, cốt là không hư. Tan là đoàn kết và cô tan là kết đoàn. Vậy tan thì đoàn, đoàn kết. Đấu đấu chia kìa, đấu chia kìa. Đối đâu? Đối đây này, góc A đối mặt với nó là gì? Đối mặt với nó là cạnh BC, đúng chưa? Cạnh BC. Chia kề là chia nào? Cạnh huyền là AC rồi. Cạnh kề chính là gì? Cạnh kề chính là AB, thấy không? Kề này. Mà BC là 1, AB là 3, vậy là bằng 1 phần 3. Chọn đáp án là D. Câu 8 chọn D nha. Câu 9, cho tam giác ABC có góc A bằng 90 độ, nghĩa là tam giác ABC vuông tại A. Sin góc C bằng 4 phần 5, cạnh AB bằng 2, cạnh BC bằng bao nhiêu? Rồi trước tiên chúng ta sẽ vẽ hình này. Tam giác ABC này là vuông tại đâu? Vuông tại A này. AB họ cho bằng 2. Sin góc C này là bằng 4 phần 5. Sin góc C bằng gì? Sin thì đi học bằng đối chia. Sin đi học đối chia huyền, đúng không? Đối chia huyền, đối chia huyền. À, đối có rồi, có sin rồi. Yêu cầu tính BC quá dễ, đúng không? Vậy sin C bằng đối, đối chia cho huyền. Đối mặt với nó là chính là AB. Chia huyền là chia cho BC. Và suy gì đây? Suy ra BC bằng gì? Chuyển thằng này lên, chuyển xuống đúng không? Vậy là AB chia cho. Có nghĩa là BC là số chia đó. Dạ. Còn sin C là thương đó. Mày muốn tìm số chia thì lấy số bị chia là AB chia cho thương. Vậy thôi có gì đâu. Kiến thức của cấp 1. BC chia sin C. Được không? BC chia sin C. AB mấy đây? 2. Được chưa? AB bằng 2. Còn sin C là sin C là 4 phần 5 rồi. 4 phần 5 nghịch đảo lên là 5 phần là 10 phần 4. 10 phần 4 là 2,5 đúng không? Bằng 10 phần 4 là 2,5. 10 phần 4 là 5 phần 2 là 2,5. Chọn đáp án là A. Được không? Đây này. Hai này chia cho 4 phần 5. Đó, 2,5 đúng chưa? Ok chưa? Rồi chọn câu 9 là chọn chọn A nha. Câu 10. Câu số 10 nè. Cho tam giác ABC vuông tại A có BC bằng 72 cm, góc B bằng 58 độ, tính AB và AC theo đơn vị là cm. Rồi yêu cầu tính ABAC. Tam giác ABC này cho vuông rồi đúng không? Vuông tại A rồi. ABC này vuông tại A. BC họ cho mình là 72 rồi cm. Ghi B2 thôi nha. Góc B là 58 độ. Góc B họ cho mình là 58 độ nè. Đó. Cho nó một que đi. Yêu cầu mà tính AB và AC. Làm sao tính đây? Tính AB trước nha, làm theo ý này, AB trước. Đó, AB gì đây? Thấy AB chưa? Có sin B, có góc B chưa? Bài tính thử nè, sin không. Nếu sin thì đối con chưa có, AB chưa có, AC chưa có. Kề huyền đi, đúng không? AB là cạnh kề. Cosin cạnh kề huyền chia nhau, đúng rồi, chính xác là có cạnh kề này, có góc này, thấy không? Tính cạnh kề, cạnh huyền có rồi. Mà tính cosin. Cosin góc gì? Góc B. Cosin lấy cạnh kề huyền chia nhau. Sin đi học, cốt không hư á. Kề huyền này. Thấy chưa? Kề ở đây là gì? Kề là AB. Huyền là BC. Mà tính yêu cầu là tính AB đúng không? Nhân chéo thôi. AB nhân chéo lại.
sẽ lấy là BC nhân cho cos gì? Cos góc B, thay số vào. Rồi. BC ở đâu bao nhiêu? BC là 72. Cos góc B là cos của 58 độ. Rồi bấm máy. Và lưu ý máy của em ở chế độ ra độ nha. Nó có chữ D này, bấm nó có error là sai á. Tốt nhất là chúng ta format máy, format xếp 9 3 bàn. Từ từ. Xếp 9 3 này. Ấn bàn bàn. Rồi xong. Đó là chữ D đó. Bấm 72 nhân cos của 58 độ. Ra là 38 phải 15. Đúng là 38 phải 15. Đây này, thấy không? Rồi chọn B luôn rồi đó. Sắp xỉ 38 phải 15. Làm tròn đó nha. Xăng tìm máy. Rồi đi tính không AC đi. Cứ tính đi. AC đây đúng không? AC đây có nhiều cách dùng Pythagore tính chất này vuông mà đúng không? Dùng Pythagore cũng được này, hay là tính cách khác cũng được. AC thì tính tan đi. Cạnh đối nè, tan không không. Cái đây có kình quyền nè. Vậy là sin, sin bằng đối chiêu hiền. Tính sin nha. Sin 58 độ là sin góc 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 B á. Bằng đối, đối của nó là bao nhiêu? Đối sin là đi hạ, sin là đi học đúng không? Đi học. Sin là đi học. Cos không hư á. Đối nó là AC. Chia cho hiền là chia cho BC. Mình cần tính là tính AC. Vậy AC bằng gì? AC sẽ bằng gì đây? Nhân chéo lấy BC nhân cho sin 58 độ. Mà BC bao nhiêu? BC là 72 nhân sin 58 độ. Rồi. Vậy 72 nhân cho sin 58 nó ra là 61,059 gì đây. Vậy làm tròn là 06 đó thấy chưa? Bởi vì làm tròn đây. Đến cái số chỉ số thứ hai, phân thứ hai này. Thì đây là sau số 5 là số 9, lớn hơn 5 rồi đúng không? Thì đó thì chúng ta là làm tròn lây, nghĩa là chúng ta bỏ phần sau đi, ta cộng thêm số 5 cho 1 nữa là 6,61,06 á. Rồi. Kiến thức của lớp 7 à. Xấp xỉ là 61,06. Tức là làm tròn đến chỉ số thập phân thứ hai, hay là làm tròn đến hàng phần phần trăm là nó bằng 61, sắp xỉ 61,06. Và chọn đáp án đúng là đáp án B. Rồi. Phần trắc nghiệm xong. Chúng ta đến phần số 2 là phần tự luận. Bài số 1, giải các phương trình và hệ ứng trình sau. Câu A. 2x trừ 3 nhân cho 5x cộng 1 bằng 3 trừ 2x nhân cho x trừ 5. Vậy em quan sát em thấy này. Chỗ này là 2x trừ 3. Còn này là 3 trừ 2x. Nó có mối quan hệ với nhau rồi đó. Ví dụ mình có này. Mình có là A trừ B. Muốn chuyển thành B trừ A. Thì chúng ta thêm trừ đằng trước. Nhân vào này. Trừ B thấy chưa? Thấy trừ B chưa? Nhân vào thấy là âm âm thành dương ra là cộng a. Vậy trừ b cộng a với a trừ b khác nhau, giống y chang nhau. Bây giờ mình sẽ có là x là 2 trừ x mà thầy muốn chuyển thành x trừ 2 đúng không? Thì thầy thêm trừ trước. Đúng không? Vậy trừ x cộng 2 đúng chưa? Qua đúng rồi. Và chỗ này là 3 trừ 2x thì muốn chuyển thành 2x trừ 3 thì quá đơn giản. 3 trừ 2x muốn chuyển thành 3, 2x trừ 3 đúng không? Thì thêm trừ trước. Đó. Vậy thêm trừ là giống nhân tử rồi, đúng chưa? Rồi. Vậy bây giờ thầy chuyển nó qua trái đi. Và nó là 2x trừ 3 nhân 5x cộng 1. Rồi trừ nha. Chuyển vế thì đổi dấu. Trừ cho 3 nhân 3 trừ 2x nè. Nhân cho x trừ 5 bằng 0. Bây giờ cái này 3 trừ 2x thầy chuyển thành 2 trừ 3 thì thêm trừ trước thành cộng chưa? Hiểu không? Thêm trừ trước nè. Hiểu không? Thêm trừ nữa thành thành cộng chưa?
thành cộng thấy chưa, cộng 2x trừ 3 nhân x trừ 5 này bằng 0 nha. Và hãy trừ 3 chép lại thôi, hãy trừ 3 nhân 5x cộng 1, một số em đi nhân vô là nó dài nha, nhân vô là nó dài chứ không phải không được, bài toán có nhiều cách giải lắm, nhân vô là nó dài thôi. Rồi vậy là nhân tử chung đây là 2x trừ 3, gạch đích là 2x trừ 3 chưa, chung gạch đích. Còn khoanh tròn là cái nào, khoanh tròn này thấy không, khoanh tròn là còn lại là 5x cộng 1 nhân cho x trừ 5, à trừ 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 này mặt vuông nha, mặt vuông hiểu chưa, thì xóa cái này là gì thấy này. Rồi ok được chưa nè, rồi mình giải tiếp thôi, bằng không đó nha, chép lại là hãy trừ 3 nhân cái này thu lại nha, bỏ ngoặc nè, cái này trước ngoặc được xem như là dấu cộng, vậy không đổi dấu nha, bởi mình có là dường như là x nè coi như là cộng x hiểu không, hay là số 2 coi như là cộng 2 đó, này dấu cộng rồi, còn cái này trước ngoặc cái dấu trừ thì bên trong lấy số đối hay là đổi dấu như nhau, à số đối của nó là x là trừ x, đối của trừ 5 là cộng 5 bằng 0, vậy là 2x trừ 3 nhân cho gì đây, 5x trừ x là có 5 con gà, làm thịt một con là còn 4 con, 4x rồi 1 cộng 5 có 1 cho thêm 5 là thành 6 bằng 0. Tới đây thì mỗi cái này có dạng là A nhân B bằng 0, kiến thức của lớp 6 người ta cũng làm được nè, thấy chưa, A nhân B bằng 0 thì A bằng 0 hoặc B bằng 0 hoặc B bằng 0, ok chưa, nhớ nha. Vậy thì 2x trừ 3 sẽ bằng 0 hoặc là 4x cộng 6 bằng 0 được không, rồi mình giải tiếp tục thôi nè, vậy là 2x chuyển qua chuyển trừ 3 có phải là bằng 3 này, hoặc là 4x cộng cộng 6 bằng 0 thì chuyển cộng 6 qua phải là bằng trừ 6, vậy là x sẽ bằng là chỗ này là 3 phần 2 nhân thấy chưa, nhân 2 chuyển qua là chia 2, cứ nhớ nhân thành chia thành nhân rồi đó, x mà chia 2 là bằng 3, x bằng 3 nhân 2 được không, cộng thành trừ, trừ thành cộng với nhau, x chỗ này bằng trừ 6 chia 4 là bằng trừ 3 phần 2 được không, trừ 3 phần 2. Giải xong rồi mình kiểm tra thử có đúng hay không, đây nhập cho máy này, đây là các kiểm tra hướng dẫn các kiểm tra ta, hãy trừ 3 đúng lấy là em phải kiểm tra trước khi giải á, kiểm tra nó nhanh lắm, chuyển cái này qua trái nha, đổi dấu thành là 3 trừ 2x nhân cho x cộng 5, x trừ 5 nhé, và nhấn xe là C nha, xe là C tức là tính giá trị thôi, thay 3 phần 2 vào mà nó bằng 0 là ok rồi, ok đúng chưa, tiếp tục thay trừ 3 phần 2 nữa đúng là rồi lầm chưa, trừ 3 phần 2 rồi sao sai rồi, trừ 3 phần 2 sao nó sai rồi này, thấy không, rồi sai rồi, sai chỗ nào rồi này thấy không, hãy trừ 3 nó còn 1 nè, hình dấu cộng đúng rồi, rồi ở trong này, này 5x là sao, à 4x, 4x chỗ này cộng 5 1 cộng 6, cộng 6 thế này là 6 phần 4, trừ 6 phần 4 là đúng không, trừ 6 phần 4 là bằng đúng không, cho 2 là còn trừ 3 phần 2 đúng rồi, thì xe là xe lại sao nó sai gì đâu, xe là xe trừ 3 phần 2, trừ 3 phần 2 sao là vô lý thế, hãy trừ 3 nhân nào x cộng 1 đúng rồi, trừ cho cái này là 3 trừ 2x nhân cho x trừ 5 chính xác,
Ồ, sai cái chỗ nào? Thế nhìn là không sai thế chưa? Kiểm tra lại nha. Đúng rồi, nhân cái chung ra còn cái này 5x cộng 1 trừ cho x tổng cái này, x trừ cho hiệu x trừ 5 nè, đổi giá thành trừ x cộng 5 4x đây cộng 6. Đúng rồi, có sai chỗ nào đâu, tôi kiểm tra cho lại kỳ á. Hãy trừ 3 nhân 5x cộng 1 này, đúng rồi, trừ cho cái này, đổi giá. Đúng rồi, 3 phần 2, rồi C là C trừ 3 phần 2 lại không bằng 0, thấy chưa? Để thầy vào thầy giải kiểm tra mốt mốt 8, thì kiểm tra lại thế nào, 2x trừ 3, thấy chơi giải mà thấy nó không trùng đáp án rồi đó, cộng 1 trừ cho cái này 3 trừ 2x nhân cho x trừ 5 ăn bàn bỏ qua, trừ 5 đến 5 đi, rồi nó tìm nghiệm cho. À, nghiệm nó lẻ nó 6 rồi, nó không có tìm được đâu. Từ từ phải kiểm tra lại cẩn thận nha. 2x trừ 3 nhân vô là không có nhân, đây là x trừ 3 này, chuyển qua là trừ của 3 trừ 2x, đảo giá thành 2 cộng 3, đúng rồi, thêm trừ trước nè, đúng không? Thì 2x trừ 3 muốn chuyển thành 2x trừ 3 trừ 2x, đúng không? Chuyển thành 2x trừ 3 thêm trừ trước nè, thành cộng rồi. Để ra ngoài thì cao trăm đi cần à, chỗ đây dấu cộng thấy chưa, dấu cộng thấy không, thầy làm dấu trừ hàng gì sai phải rồi, rồi xin lỗi nha. Chỗ này là cộng và là cộng x trừ 5, và cẩn thận nha, này dễ sai lắm, cẩn thận là sai không kiểm tra được. Rồi là thôi sửa thôi. Rồi sửa lại. Chỗ này là thành mấy? 6x. Thấy chưa? 1 trừ 5 là trừ 4. Vậy là chỗ này sẽ thành là 6x bằng 4, đúng không? Nghĩa là 6x trừ 4 bằng 0 á. Xét trừ 4 bằng 0 là 6x bằng 4, chuyển vế chuyển trừ 4 không phải là chuyển trừ 4 có phải là bằng 4 á. Vậy 6x bằng 4, x bằng 2 phần 3. Cẩn thận không sai nha, không biết đường kiểm tra luôn, thấy chưa? Rồi C là C lại đi, 2x trừ 3 nhân cho 5x cộng 1 trừ cho 3 trừ 2x nhân cho x trừ 5, C là C lại nha. Cái trước C là C đâu, cần C là C cái thằng 2 phần 3 thôi, ok chưa, bằng không rồi đó. Rồi kết luận, vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là gì đây? X bằng 3 phần 2 chấm phải đi, x bằng 2 phần 3. Rồi xong nha. Rồi câu B, B là phương trình x cộng 1 chia cho 2x trừ 2 trừ cho x trừ 1 chia x cộng 2 bằng 2 phần 2 chia cho x trừ bình trừ 1 á. Phân tích một tí nè, x bình trừ 1
Đó chính là a bình trừ b bình, thấy không? A là x, b là 1. Vậy bằng a trừ b nhân a cộng b. X trừ 1 nhân x cộng 1. Ở dưới mẫu em thấy chỗ này là 2x cộng 2 đúng không? 2x cộng 2 đặt 2 ra ngoài. Ở trong là còn x cộng 1. Chỗ này là 2 trừ 2. Đặt 2 ra ngoài, ở trong là còn x trừ 1, thấy không? X trừ 1, x trừ 1 nhân lại chính là x bình trừ 1 bình, chính là bằng x trừ 1 nhân x cộng 1. Vậy là mẫu chung sẽ là gì? Mẫu chung sẽ là x trừ 1 nhân x cộng 1 và nhân thêm số 2 nữa, thấy không? Có số 2 này. Vì chúng ta tìm mẫu số chung, và trước tiên phải tìm điều kiện đó. Điều kiện xác định là gì? Là mẫu khác không. Ở đây là x trừ 1 phải khác không nè. Và nhớ là dùng dấu và nha. Ai mà dùng quạt là sai, sai tất bét, được chưa? Và x cộng 1 phải gì? Khác không. Rồi mình giải được là x không ở đây, khác. Chỗ này là khác 1, chỗ này khác gì? Khác trừ 1, vậy khác cộng trừ 1. Hay là ghi gì mình này? Ghi là x khác 1 và, nhớ là ghi chữ và. Rất nhiều người sai chỗ này, ghi quẹt là sai nha. Thấy phép nhân ghi quẹt là sai, dấu và. Chữ và nghe chưa? Và mẫu thức chung ở đây là gì? 2 nhân cho x trừ 1 nhân x cộng 1. Đó. Và cái này mình chép lại thôi. X cộng 1 chia cho 2x trừ 2 trừ cho x trừ 1 chia cho 2x cộng 2 bằng 2 phần x bình trừ 1. Rồi. Tự chép lại mẫu phân tích thành là 2 nhân x trừ mấy? Trừ 1. Cho nên là trừ cho x trừ 1 chia cho 2 nhân x cộng 1 bằng 2 phần x trừ 1 nhân x cộng 1. Ok. Rồi. Tiếp theo mình đi quy đồng. Quy đồng thì mẫu chung ở đây biết rồi, là 2 nhân x trừ 1 nhân x cộng 1. Rồi bên trái quy đồng này là 2 nhân x trừ 1 nhân x cộng 1. Vậy chỗ này là thiếu gì? Thiếu x cộng 1 đúng không? Mẫu nó x trừ 1 rồi. Nhân vô x cộng 1 nhân cho x cộng 1. Chỗ này là dấu trừ không chơi. Nhớ lưu ý là mở ngoặc dùm thầy này. Trừ của hiệu x trừ 1. Thiếu gì? Thiếu x trừ 1 nhân cho x trừ 1 bằng 2. Ở dưới mẫu mình ép nó thành là 2 nhân x trừ 1 nhân x cộng 1. Ok chưa? Và cái này là dưới mẫu là có 2 thêm 2, ở đây không có số 2 này, vì tử nhân cho 2. Sau đó là chúng ta bỏ mẫu thôi. Bỏ mẫu để hạn thức chưa? X cộng 1 nhân x cộng 1 chính là hạn đẳng thức. Chỗ này là x trừ 1 nhân x trừ 1 chính là hạn đẳng thức, là bình phương một hiệu á, trừ của x trừ 1 tất cả bình phương. Và đây là 2 nhân 2 là 4. Rồi đơn giản chưa? Tới đây chúng ta khai triển hạn thức thôi. Đây là a cộng b tất cả bình phương bằng a bình là x bình cộng 2 lần ab là 2 nhân x nhân 1 là 2, đây là 2x cộng b bình là cộng cho 1 bình là 1. Rồi chỗ này trừ mở ngoặc ra. X bình phương nè, a trừ b cả bình phương là a bình là x bình phương trừ 2 lần ab là 2 nhân x nhân 1 là 2x cộng b bình là cộng 1 bình chính là cộng 1 bằng 4. Sau đó mình bỏ ngoặc thôi. Chỗ này x cộng bình cộng x cộng 1 nè, này bỏ ngoặc, trước ngoặc có dấu trừ, bên trong đổi dấu là trừ x bình cộng 2x trừ cho 1 bằng 4. X bình trừ x bình là mất nha. Đó. 2x cộng 2x là 4x. 1 trừ 1 là hết rồi, bằng 4. Và kết quả là x bằng 1. 4 chia 4 là x bằng 1. X bằng 1 thì em thấy có thỏa mãn điều kiện không? Điều kiện là x khác cộng trừ 1, vậy là chúng ta ghi là không thỏa mãn điều kiện, có nghĩa là đồng nghĩa với gì? Loại đó. Vậy vậy cái phương trình của mình là vô nghiệm đúng không? Phương trình đã cho vô nghiệm. Rồi. Câu C. Câu C là giải bắc phương trình. Giải bắc phương trình x cộng 2 chia 3 trừ 1 lớn bằng 2x cộng x chia 2. Thì ở đây mẫu chung của mình là gì?
Cái này 1 chính là 1 phần 1, đây là 2x chính là 2x, 2x phần 1. Mày mở chung ở đây là 3 nhân 2 là 6. 3 với 2 là số nguyên tố, mày mở chung sẽ là bội chung nhỏ nhất của 2 và 3. Và 2, 3 là số nguyên tố thì 2 và 3 là số nguyên tố, do đó thì lấy 2 nhân 3 là bằng 6. Mẫu số chung là 6 nha. Rồi mình quy đồng thôi. X cộng 2 ép lên mẫu 6 đi. Cái này cũng ép mẫu 6 luôn nha. Bên này cũng vậy, ép lên mẫu 6. Chỗ này là ép lên mẫu 6 luôn. Rồi x cộng 2 nhân mấy đây? Lấy mẫu mới là 6 chia mẫu cũ. Quy đồng chẳng qua là tìm thừa số phụ. Yeah. Quy đồng chẳng qua là tìm thừa số phụ. Và lấy 6 trừ 6 chia 3 được 2. Có nghĩa là lấy mẫu mới chia mẫu cũ là ra thừa số phụ. Đây này, thừa số phụ bằng mẫu mới. Mẫu mới chia cho mẫu cũ, nghĩa là mẹ mới chia mẹ cũ. Rồi 6 chia 3 được 2, phải tử nhân cho 2. Này là 6 chia 1 là 6 và tử là 6. Tóm lại là 1 chính là 6 phần 6 cho nhanh. 1 chính là 6 phần 6. Chỗ này là nhân thêm 6 nữa là 12. Đúng không? 12. 12 chia 6 bằng 2, đúng rồi. Chỗ này là 6 chia 2 được 3, phải tử nhân cho 3 là 3x. Sau đó chúng ta đi bỏ mẫu. Nhân vô được là 2x, nhân vô được là cộng 4 nè, trừ 6 nè, lớn bằng cái này là 12x cộng cho 3x. Thu gọn bên trái 2x, này là 4 trừ 6 bằng trừ 2, lớn bằng 12 cộng 3 là 15, 15x nè. Vậy thì thầy ghi ngược là dễ hiểu nè, là 15x sẽ bán bằng 2x trừ 2, được không? Đổ lại thôi. Chúng ta quay 180 độ thôi. Vậy là chuyển 2x qua bên trái là 15 trừ 2 là còn 13, 13x nhỏ hơn bằng trừ 2. Vậy x nhỏ hơn bằng là trừ 2 phần 13. Trừ 2 chia 13, 13 là số dương rồi, cho nên là bác đang thức không đảo chiều nha, bác phương trình không đảo chiều. Kết luận vậy, bác phương trình có nghiệm là gì? X bán bằng trừ 2 phần 13. Rồi tiếp theo là bài số 2. Bài số 2 này. Bài số 2 nó có hai câu. Câu A là giải toán bằng cách lập hệ phương trình. Và câu B là toán thực tế. Rồi câu A. Theo kế hoạch, hai tổ sản xuất phải làm 700 sản phẩm. Kế hoạch nha. Nhưng do tổ 1 vượt mức, cái đây gọi là thực tế này, đúng không? Thực tế đó. Nhưng do tổ 1 vượt mức 15% so với kế hoạch nhá nha, so với kế hoạch. Tổ 2 vượt mức 20% nên cả hai tổ làm được là 820 sản phẩm, nghĩa là tăng 120 sản phẩm so với kế hoạch. Tính số sản phẩm mỗi tổ làm theo kế hoạch. Rồi thì bây giờ mình sẽ gọi XY là số sản phẩm của tổ 1, tổ 2 làm theo kế hoạch, được không? Giờ thì gọi luôn nè, gọi XY đơn vị là sản phẩm nha. Sản phẩm là số sản phẩm của tổ 1 phải tổ 2 làm theo, hay là sản xuất đi, sản xuất là sản xuất theo kế hoạch. Và đây điều kiện mình cần lưu ý nè, điều kiện nó quan trọng nha, là XY của em đó tất nhiên là
phải nhỏ hơn bao nhiêu? 700. Bởi vì tổng sản phẩm theo kế hoạch là 700, vậy mỗi ông này phải nhỏ 700 thôi. Và thứ hai mình cần lưu ý là xy nó phải thuộc là n sao, số tự nhiên khác không, nhớ chưa, số tự nhiên khác không, và điều kiện cũng như ta. Và bây giờ thì em thấy là theo kế hoạch là cả hai tổ sản xuất được là 700 sản phẩm, là x cộng y bằng mấy đây, bằng 700 đúng không? Vì theo kế hoạch ghi tác nha, cả hai tổ sản xuất được 700 sản phẩm, người ta có phương trình là gì đây? X cộng y bằng 700. Đây là phương trình số 1. Rồi ý thứ hai là thực tế này. Vì này, vì tổ 1 vượt mức 15%, thôi này tự ghi nha. Tổ 2 vượt mức là đây 15% này. Rồi tổ 2 vượt mức là 20%. Rồi nên cả hai tổ, cả hai tổ sản xuất được là 820 sản phẩm. Ta có phương trình. Đâu em tự ghi nha. Là gì đây? Là đây này, cái này hơi khó một tí hướng dẫn nè. Ví dụ như em biết là gửi ngân hàng, ví dụ mà em ba mẹ em có 100 triệu đi. Đúng không? 100 triệu. Gửi ngân hàng, đi gửi ngân hàng, gửi ngân hàng đúng không? Cho hàng Vietcombank đi. Mà cho mình là lãi suất, là lãi suất tính năm đi, lãi suất theo năm nha, theo năm là 6% đi, thì sau một năm, sau một năm nhận được bao nhiêu đây? Sau một năm nhận được là cả gốc lẫn lãi đúng không? Nhận được cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? Sau một năm nhận được cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu đây? Ghi chữ T đi, T là tiền đi, là lấy tiền ban đầu là 100 củ này đúng không, 100 triệu, 100 triệu nha, nhân cho 100 triệu ban đầu này, 100 triệu ban đầu này cộng đi, cộng cộng tiền, đây là tiền gốc, đây là gốc, còn tiền lãi nè, tiền lãi là bao nhiêu đây, lãi đây, lãi nè, lãi của mình là sẽ lấy 100 củ này nhân mấy, nhân cho 6%, đúng chưa? Lãi suất trên một năm là 6%. Vậy thì tiền gốc là 100 triệu. Tiền lãi sẽ là 100 triệu nhân cho 6%. Đây là tiền cả gốc lẫn lãi nhận sau một năm. Nếu có nhu cầu nhận sau một năm, còn không thì gửi tiếp. Được chưa? Rồi vậy thì ở đây mình sẽ có cái lưu ý đơn giản thôi. Của em ban đầu là sản phẩm là kế hoạch là x đúng không? Mà thực tế là nó tăng bao nhiêu? Tăng 15%, nghĩa là tổ 1 bây giờ nó không phải là x nữa, mà nó sẽ là bao nhiêu thực tế này. Thực tế tổ 1 là x cộng cho bao nhiêu? 15%. Tiền gốc này thấy không? Gốc chưa? Lãi này chưa? Giống như tiền lãi thôi. Nhân cho gì đây? Nhân cho x. Đó, đơn giản như vậy thôi. Còn tổ 2 sẽ là bao nhiêu? Y là gốc cộng cho 20% của tiền gốc. Đó, em nhớ được công thức lãi, tính lãi suất ngân hàng thì em sẽ tính được cái này rất là dễ. Đơn giản chỉ dễ hiểu. Rồi. Là gì? X cộng cho 15%, thì ghi phần trăm như này được không? Chia 100 á, nhân cho x cộng cho, đây là tổ 1 này. Tổ 2 là y cộng cho 20% nhân cho y. Và nó bằng 820. Rồi chúng ta quy đồng thôi, mở là 100 nhân lên 100 nè, cộng 15 là 115. Lưu ý là các em đừng bấm máy tính nha. Em bấm máy tính nó rút gọn trùi lủi là em khỏi giải luôn nè. Em mà bấm máy, em bấm 1 cộng 15 phần 100 là nó rút gọn cho em luôn. Mấy người mà biết giải thì nó vậy, không biết là rồi bấm máy tính là coi như lú luôn. Thấy chưa? Nó ra 23 phần 20 là khỏi giải luôn.
Anh tin làm thử dạ. 100 đây, 100 cộng 2 là 120 này. 120 phần 100 nhân y bằng 820. Đây là phương trình trên phương trình số 1 này, đây số 2 này. Chưa chưa xong đâu, chưa xong. Quy đồng đây thì quy đồng luôn. Quy đồng nha. 115x quy đồng mẫu chung là 100 cộng 120, bên này là nhân thêm 100 nó ra là 800, thêm 3 0 nữa là 82.000 đúng không? 82.000. 82.000 nha, bằng 82.000. Ủa, 8, đúng rồi, 82.000 đúng không? Thêm 2 0 thôi. Đây là số 2 nha. Từ 1 2 ta có hệ phương trình đây. X cộng y của mình là bằng bao nhiêu? 700. Và dưới này là 115x cộng cho 120y bằng 82.000. Ok chưa? Bây giờ thì cái bài này, cái hệ phương trình này thì có hai cách giải, là giải bằng pháp thế. Cách số 2 là giải bằng pháp cộng đại số, giải kiểu nào cũng được ấy. Thôi thầy cộng đại số nha, cho nó dễ nha. Thầy nhân ở trên cho 115 đi. Vậy là 115x cộng 115y. Được không? 700 mình nhân cho 115. 700 nhân cho 115. Nó ra là 80 à, 80.500 á. 80.500. Rồi. Ở dưới này là 115x cộng cho 120y bằng 82.000. Đó. Do chương trình nó không cho dùng dấu tương đương nên là trình bày rất là khó. Rồi 115 mình lấy phương trình dưới trừ trên đi. 115 trừ 115 là hết cái này. 120 trừ 115 còn lại là 5, đúng không? 5. Phải được là 5y. 82.000 trừ cho 80.500 thì trừ ngược ra, trừ ngược luôn 82.000. Nó ra là 15.000. 15.000 nha. 15.000. Rồi. Giữ 120 phương trình thì em giữ phương trình nào cũng được á. Theo thầy giữ phương trình trên đi. Phương trình này chính là phương trình x cộng y bằng mấy? Bằng 700. Vậy là x cộng y bằng 700 cho nó dễ. Chẳng qua phương trình x cộng y bằng 700 em nhân cho 115 nó ra cái này thôi. Thấy chưa? Rồi, giải tiếp. Tìm được y chưa? 5y bằng 1.000, 15.000 thì lấy giữ ba số 0 sau này lấy 15 chia 5 được 3 bằng 300. Đúng chưa? Y bằng 300. Phải không? Sao ghê vậy? Sao là 15.000? Có chừng sai nha. Từ từ coi lại nha. 15% đúng rồi. 115 120 nhân 100 là 820, nhân thêm 2 con 0 nữa là 82.000 đúng không? Đúng rồi, 82.000. Chỗ này là nhân thêm cho 100. Ai nhân sang 115 là còn 120 trừ 115 là còn lại là 5. 5y bằng 15.000 à. 15.000 nè. Chia cho 3. Chia cho 5. 3.000 luôn ở đâu vậy? Sai không? Từ sai chỗ nào không? Một trăm mười lăm đúng không? 115, 115 nè, 120, 820, 820, 820 nè, nhân cho 100 nè, đó là 82.000 đúng rồi, có sai gì đâu. 82.000, chỗ này là 82.500, từ trừ lại chứ hai từ trừ 7 á. 82.500 này trừ đi cho 80.500. 80.500. Cẩn thận tí nha. Bằng 2.000, ui giời ơi. Bằng 2.000 thì làm 7 quá. Cho là ảo được chưa? Bằng 2.000. Rồi vậy là em tính được y chưa? 2.000 chia mấy? Chia cho 5 được 400 này, đúng chưa?
Rồi, 400 thằng kia là x cộng y bằng 700. Vậy là x cộng y bằng 700. Rồi. Y 400 chưa? Vậy là x bằng bao nhiêu? 700 trừ 400 bằng 300, thôi tới đây là vậy nữa, chưa? Yeah. Được không? Tổng lại đúng 700 chưa? Ok chưa? Đó. Vậy thỏa mãn điều kiện rồi. Kết luận. Vậy số sản phẩm của tổ 1, tổ 2 sản xuất theo kế hoạch là bao nhiêu? Tổ 1 là 300 sản phẩm, tổ 2 là 400 sản phẩm. Rồi xong. Câu B là một câu toán thực tế. Câu này cũng là câu khá hay. Tính chiều cao của trụ cầu Cần Thơ so với mặt sông Hậu cho biết tại hai điểm cách nhau 89 mét trên mặt sông người ta. Trên mặt sông người ta thấy đỉnh trụ cầu với góc nâng lần lượt là 40 độ và 30 độ đây này. Này. Đỉnh trụ cầu này, thấy không? Thấy chưa? Đỉnh trụ cầu chiều cao. Chiều cao đây chính là AB này. Chiều cao của trụ cầu đúng không? So với sông Hậu. Và góc nâng ở đây là 40 độ và 30 độ này. Và hai điểm cách nhau này, điểm D này với điểm C cách nhau là 89 mét. Yêu cầu là tính chiều cao của trụ cầu Cần Thơ, nghĩa là em yêu cầu tính gì đây? Tính AB á, tính AB thôi. Chiều cao của trụ cầu Cần Thơ chính là AB. Rồi em xem thành này. Ở đây chúng ta sử dụng tỷ số lượng giác góc nhọn thôi. Mà cho mình góc là 40 độ chưa? Cái tam giác, em thấy cái tam giác ABD là tam giác vuông đúng không? Vuông tại A. Vậy thì em có tan, thấy không? Tan này do liên quan tới AB tính tan thôi. Liên quan tới AB tính tan. Tan góc 40 độ này, góc D này. Ta tức là tan góc BDA đó. Hay là ADB cũng được. Bạn đối là AB chia cho kề là chia cho AD. Thấy không? Chia cho AD. Từ đây em rút được là AD. AD theo AB. Được không? Rồi. Thì làm luôn đi. Xét tam giác. Cái này nó hơi dài thì cái này không đủ được. Sợ nó hơi dài á. Rồi. Xét tam giác ADB. ADB vuông tại đâu? Vuông tại A. Ta có. Xét tam giác ADB vuông tại A ta có tan. Tan góc ADB đi. AJB thì bằng đối của nó là AB chia kề là chia cho AD. Từ đây thầy suy ra được là AD sẽ bằng AD chuyển lên chuyển xuống thôi. AD chính là số chia bằng số bị chia là AB chia thương là chia tan A góc ADB. Và bằng AB chia tan góc ADB. Rồi tiếp tục sẽ bằng AB mà góc ADB là góc bao nhiêu? 40 là 40 độ đúng không? Chia tan 40 độ. Được chưa? Chia tan 40 độ. Này chú ý một tí thôi. Rồi đánh bút đỏ vô cho dễ hiểu. Đây là số 1 nha. Tiếp tục thầy xét cái tam giác ABC cũng vuông tại A đúng không? Xét tam giác ABC vuông tại đâu? Vuông tại A. Ta có gì đây? Cũng dùng tan đúng không? Tan góc ACB hay là BAC cũng được, BCA cũng được. Tan góc ACB đi. Bằng đối mặt với nó là AB. Chia kề là chia gì đây? Cho AC. Được chưa? Chia cho AC. Ở đây có thêm ghi là gì đây? À, theo tỷ số lượng giác góc nhọn nha. Được chưa?
số góc nhọn này, tỷ số lượng giác của góc nhọn. Đó, cái này cũng vậy, tỷ số lượng giác của góc nhọn. Rồi, bạn gì đây? AB thì ghi lại thôi. À, từ từ mình suy ra AC chứ. Suy ra AC bằng gì? Chuyển lên chuyển xuống là bằng gì? Bằng AB chia cho tan của bao nhiêu? ACB. AB chíp lại này, tan ACB chính là góc 30 độ đó, tan 30 độ. Rồi, đây là số 2. Vậy em xem này, em thấy này. Cái đoạn AC này, thấy không? Cái đoạn AC này chính là bằng AD cộng cho DC. Được chưa? Mà DC có rồi, đúng không? Bỏ AD vô nữa liên quan tới AC nữa là sao? Rồi. Ta có AC thì bằng AD cộng cho DC. AC có chưa? AC chính là AB phần tan 30 độ này bằng AD. AD đây. AD là AB phần tan 40 độ. Và cộng cho DC là 89. Thế là thì mình chuyển cái này qua bên trái này. Hay là mình ghi bằng rồi, ghi 80 AB đi, AB. Ra ngoài nha. Nhân luôn, nhân với chung ra 1 phần tan 30 độ trừ cho, chuyển qua này thành trừ AB phần tan 40 độ thì mình đặt nhân với chung này. AB ra ngoài trong còn 1 phần tan 30 độ trừ cho 1 phần tan 40 độ bằng 89. Tới đây tính AB quá đơn giản. AB sắp xỉ rồi đó. Rồi. Bằng 89 đem chia cho tổng cái này, chia cho hiệu cái này. 1 phần tan 30 độ trừ 1 phần tan 40 độ, ok chưa? Rồi. Từ ở bàn đi, bàn đi. Rồi AB chắc sắp xỉ rồi. Rồi lấy 89 chia cho cái này, chia cái đóng này, 1 phần tan 30 trừ cho 1 phần tan 40. Thì ra một con số là sắp xỉ là 14, gì đây? Ồ, nhỏ thế. 1 phần tan 30 trừ 1 phần tan 40 mà sao nhỏ vậy? À đúng rồi, 89. 89 thì 8 mà sai phải rồi. Rồi 89 nha. Là sắp xỉ 164,7. Sắp xỉ là 164,7. Make. Vậy sao? Kết luận là gì? Vậy gì? Kết luận là gì? Chiều cao của trụ cầu Cần Thơ so với mặt sông Hậu là bao nhiêu? 164,7 make. Nhớ chưa? Kết luận là vậy, chiều cao của trụ cầu Cần Thơ so với mặt sông Hậu là 164,7 mét. Rồi em tự tự kết luận nha. Rồi tiếp. Tiếp theo là bài số 3. Bài số 3 là cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết AB bằng 2,5 cm, BH bằng 1,5 cm, tính góc B, góc C và AC. Rồi thì vẽ tam giác. Đường cao AH vẽ đây, nó đường cao AH này, vuông tại A này, ở đây là cho mình AB là 2,5, BH này, BH là mấy này chưa biết nha,
Tao ghi đại điểm sao đâu? B, C đi. Đầu thứ nhất mình tính góc gì? Góc B. Góc B trước nha. B. Thầy cho mình là AB là 2,5 rồi nè. BH thầy cho là 1,5. Tính góc B. Góc B em thấy là gì đấy? Thấy góc B không? B thì em thấy góc B tính gì? Sin. AH cho chưa? Chưa cho mà. AH chưa có cho, đúng chưa? Cho AB với cho BH thôi. Vậy tính cosin, cạnh kề. Kề hiền chia nhau. Đúng rồi. Tính cosin đi nha, cosin. Bây giờ có cạnh kề hiền chưa? Tam giác này, tam giác AHB là tam giác vuông tại H chưa? Cạnh AB là cạnh hiền. Cạnh BH là cạnh kề. Còn AH là cạnh đối, đúng rồi. Tính sin. Cosin. Cosin góc B bằng kề, kề là gì? Kề là BH chia huyền là chia cho AB. Đi học là không hư, cốt là không hư. Kề huyền chia nhau. Kề huyền chia nhau đúng rồi. BH là 1,5. AB là 2,5. Thôi bấm máy tính. 1,5 chia cho 2,5. Nên ra một con số là 3 phần 5. Được không? 3 phần 5. Mà muốn tính góc thì bấm shift code thôi. Shift code. Shift code 3 phần 5 nha. Rồi máy nó lưu rằng khỏi lo. Shift code của An. Thì nó ra là 53 độ. Sắp xỉ 53 độ đi. Sắp xỉ 53 độ. Rồi xong góc B. Bây giờ tính góc C nha. Góc C. Góc C đây đúng không? Thì quá đơn giản, góc C thì mình tổng số đo ba góc trong tam giác bằng 180 độ. Thì góc C sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A trừ góc B. Ta có ở đâu xét tam giác đi, xét tam giác ABC ta có đi. Góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ, lý do là theo định lý, tổng số đo nè các góc trong tam giác, trong một tam giác cũng được. Góc A là 90 độ chưa, góc B là vừa tính xong 53 độ, góc C đang tính đúng không? Đang tính. Tính góc C được không? Lấy 180 độ trừ 90 độ trừ 53 độ. 180 trừ 90 trừ cho 53. Nó ra 37 độ. Thì nó bằng 37 độ. Ok chưa? 7 độ. Tính được góc C rồi. Này 37 độ nha. Có góc C là tính tiếp AC nữa là xong. AC em sẽ tính đây. AC đây đúng không? AC dùng tính đây. AC bây giờ mình mới tính được có AB thôi, có BH chưa tính được AC. Được không? Có nhiều đường tính AC lắm. Tính tan có được không? Tan đi à. Tan bằng đối chia kề đúng rồi, tính tan, tính tan nha, tan góc C, tan góc tính AC, tính tan góc góc C chứ, tan góc C bằng đấu chia kề, thấy không? Tan góc C bằng đấu chia kề này, tan góc C là bằng đối, đối mẹp của nó là AB này, có rồi đúng không? AB có rồi, chia kề là chia gì? Tam giác ABC thì cạnh góc C thì cạnh kề là AC này, AB cạnh đối, BC cạnh huyền đúng không? Mà tan góc C bằng đối của nó là AB chia kề là chia cho AC. Từ đây mình tính được là AC chính là số chia, thì bằng số bị chia là AB chia cho thương là tan C. AB thì 2,5, tan góc C là tan của 37 độ.
Vậy là AC nó sẽ bằng sắp xỉ không được từ 2,5 chia cho tan của 37 sắp xỉ 3,3 đi. AC sắp xỉ là 3,3 cm. Rồi xong xong bài bài 3. Bài cuối cùng, bài số 4. Cho A cộng B bằng 1, chứng minh A bình cộng B bình lớn bằng 1/2. Thì em thấy họ cho mình là A cộng B bằng 1. Bây giờ thầy muốn giảm ẩn nó đúng không? Giảm ẩn thì làm sao? Thì rút ra được là B sẽ bằng 1 trừ A thay vào đây. Là nó còn một ẩn thôi, thấy không? Rồi tới đó là có đường rồi. Người ta có A cộng B bằng 1. Mình suy ra là B bằng 1 trừ cho A. Thay, thay vào đâu? Thay vào bắc đẳng thức A bình cộng B bình lớn hơn bằng 1/2, ta được A bình thì mình ghi lại đúng không? Còn B là mình thay bằng 1 trừ A. Cộng cho 1 trừ A tất cả bình phương nó lớn bằng 1/2. Cái này mình khai triển hạn thức thôi. Đây là A trừ B tất cả bình phương. A là 1, B là A đó. 1 bình là 1 nè. Trừ 2 lần nhân 1 nhân A là 2A đi. Cộng B bình là cộng cho A bình lớn bằng 1/2. Thu gọn lại được là 2A bình. A bình với A bình là 2A bình nè. Trừ 2A và cộng cho 1 lớn bằng 1/2. Để mắc mão thì nhân hai vế cho 2 đi. Và là 4A bình trừ 4A. Anh nhân cho 2 thôi mà, đúng là trừ 4A, nhân cho 2 là trừ, đúng không? 4A bình trừ 4A, cái này nhân cho 2 là cộng 2 lớn bằng 1. Vậy là 4A bình trừ 4A chuyển 1 qua trái là 2 trừ 1 còn 1 cộng cho 1. Cái này chính là hàng đẳng thức này, chính là 2A tất cả bình phương trừ cho 2 nhân 2A nhân cho 1 và cộng cho 1 bình phương lớn bằng 0. Vậy hạn thức A bình trừ 2 lần AB cộng B bình, A là 2A, B là 1 và nó ra là 2A trừ 1 tất cả bình phương lớn bằng 0. Bình phương là số không âm, quá đúng, đúng không? Luôn đúng với mọi AB. Được không? Vậy thì bác đẳng thức này đúng, có nghĩa là bác đẳng thức ban đầu đúng. Được chưa? Và dấu bàn nó xảy ra khi nào? Khi gì đây? Khi 2a trừ 1 bằng 0. 2a trừ 1 bằng 0 và gì? Và chỗ này là a cộng b bằng 0 này. Đó, a cộng b bằng 1, xin lỗi, a cộng b bằng 1 nữa. Và mình giải được là gì? Mình giải được cái đống này ra gì đây? Chỗ này là 2a bằng 1 thì a bằng 1/2, nên là thay vào đây được là ghi lại đi, a cộng b bằng 1 đi, a bằng 1/2, chỗ này là thay vô là a 1/2 này cộng b bằng 1, vậy là a bằng 1/2, b sẽ bằng 1 trừ 1/2, 1 trừ 1/2 nó ra 1/2. Và giáo bàn xảy ra khi A bằng B 1/2 nha. Nên mình giải được là A bằng B bằng 1/2. Vậy A bình cộng B bình luôn lớn bằng 1/2. Với gì đây? Với điều kiện là A cộng B bằng 1 và A bằng B bằng 1/2. Điều phải chứng minh. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.